Rồi hello anh em, chào anh em một buổi đẹp trời nha anh em. Nay có con xe này cũng đẹp lắm nè anh em, xe này của thằng em nha anh em. Anh em mua là chính chủ nó ký bán luôn nha, nó hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em luôn. Đó, chính chủ ký bán luôn nha. Đó, xe này thằng em mình cho nên mình không có thu. Nhưng mà xe rất là đẹp nha anh em, bên mình đảm bảo cho anh em luôn là xe rất là đẹp luôn. Xe này vô nhiều đồ chơi luôn nha anh em, mà quan trọng là giá tốt nha anh em. Xe đẹp giá tốt 106 triệu nha anh em. Anh em nào lấy trợ lực là cộng thêm nhiêu? Hả? Nhiêu? Trợ lực này nhiêu? Bữa lên nhiêu? Nhiêu? Thì anh em nào cái trợ lực này á là nghe mới lên bát đồ đầy đủ luôn là 5 triệu mấy. Anh em nào lấy thì sale nửa giá nha anh em. 2 triệu mấy thôi, cà phê chơi thôi. Đó, anh em nào lấy cộng thêm rồi, để mình giới thiệu thêm xe. Rồi, để mình giới thiệu thêm xe cho anh em ha. Thì xe thì á hôm bữa anh thấy cây bồ có carbon hả mà. Phải không? À, cây bồ carbon mà đổi là xe giờ là bồ mới rồi hả? Đổi cái bồ carbon cho thằng kia rồi ha. Rồi, ok. Trước cửa sau làm vợ mấy lủng lỗ rồi. Đó, giờ đổi cái bộ mới rồi, thay cái bộ carbon rồi. Ốc titan nè. Đó, chống đổ nha, chống đổ cứng cáp xịn nha anh em. Đó, xe đi nhiêu rồi, mở lên cho anh em coi. Xe này trước là nhúng carbon là full luôn á, gần full luôn. 13.000 cây ha. 13.000 cây nha anh em. Đó. Rồi. Xe lên quá trời đồ luôn. Quá rẻ luôn nha anh em. Đó. Xe hiện tại là đang dán nhúng carbon nha, vừa dán vừa nhúng luôn nha anh em. Dán keo nguyên con luôn. Lớp là lên lớp bự luôn nha anh em. Ngày hôm nay hôm qua mình thay nhớt rồi, sẵn mình đăng giùm luôn. Biển số đúc gầm luôn nha anh em. Cái size này là size lớp 16 đúng không? Lớp 16 luôn nha anh em. Lớp lớn luôn. Biển số 94 nha anh em, anh em là mua là hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em luôn. Kính gù rồi, kính zin là đầy đủ luôn nha anh em, đuôi zin là còn hết luôn nha anh em. Đó, miếng này em mới nhúng hả? Dán hả? À, dán. Vừa dán vừa nhúng. Cái này nhúng không? Cái này nhúng à, cái này dán nè. Ốc bên năng có sẵn luôn nha anh em khỏi cần về lên ốc bên năng nữa. Nói chung dĩ là mượt hết luôn nha anh em. 13.000 cây là xe nó như mới thôi anh em. Con xe của anh á, chỗ sơn này dễ nổ, con xe này chưa nổ. Xe bây giờ chỗ này dễ nổ sơn lắm. Nhúng hết luôn. Ừ, cái này là nhúng hết luôn ha, nhúng hết luôn. Này là bọc keo lại hết luôn rồi đúng không? Keo từ trong. Ừ. Nếu này mua liên hệ mình cho số điện thoại của em nha, em cũng gần mình thôi. Đó, xe còn đẹp lắm luôn nha anh em. Dĩ nè, dĩ là mượt luôn nha anh em, không có xước gì luôn nha anh em, là có nghĩa là đi thắng không có thắng gấp rồi thắng ăn. Mở chợ sáng lên cho anh em coi, chợ sáng này em cũng lên luôn hả? Đó là tặng cho anh em luôn đúng không? Tặng chợ sáng luôn. Ờ, mua xe là tặng anh em luôn. Đó, quá đẹp. Yeah. Tuyệt vời. Chuyển 3 chế độ được. 3 chế độ luôn hả? Dạ, yeah. Pha trắng, pha, ờ. ba màu. Ba màu. Kính zin, đồ zin còn đầy đủ nha anh em. Xe này chưa có rửa luôn nha anh em nha, mới chạy qua mình thôi. Thay nhớt bảo trì là có lý lịch đầy đủ luôn, không có thiếu nha anh em. Đó, thì bây giờ còn gì ở đâu? Thì ba chế độ lái nè. Đó, ba chế độ lái. Đó, anh em nào ở 94 khỏi cần rút gốc, còn anh em nào mà muốn ở tỉnh mua thì thằng em nó anh em ra kiếm mua bán rồi rút gốc luôn cho anh em luôn. Còn anh em nào ký ủy quyền thì ký trực tiếp với chủ luôn. Đứng lần đầu luôn nha anh em, đứng lần đầu luôn, dễ bán, sau này đi dễ bán nha anh em. Đó, size lên lớp lớn rồi, rất là đẹp. Con này lột keo ra chắc như mới vậy. Ừ, còn keo mà, anh em lột keo ra là như mới thôi. Anh em nào ấy thì qua bên mình lột cho. Ừ, keo trong xe đẹp quá trời luôn. Bây giờ giá con này nó rẻ chứ, hồi 1 năm 2 năm trước là mắc lắm. Cỡ con này 120 mấy chưa có xe. Anh cho cái van dòi về cho mía, van dòi gắn van dòi vô.
cho nhìn đẹp, đen đen đẹp. Đó. Như vậy thôi anh em. Xe test à, mở máy móc lên cho anh em nghe chứ. Đó, em ru luôn, xe không một lỗi luôn anh em. Ga điện ride by wire. Cực kỳ mượt. Xe là không có té ngã đâm đụng gì luôn nha anh em. Anh em nhìn là biết rồi. Rất là liền. Xe rất là liền luôn. Thì em này thì mình biết lý lịch của nó cho nên mình mới quay bán cho anh em. Để cho anh em có cái gì? Có một cái con xe đẹp, ngon để chơi. Về khỏi mất công bệnh tật gì tùm lum la hết. Xe này ngon luôn. Nhớt là vô, nhớt mất tiền không nha anh em. Nhớt rẻ rẻ là không có vô nè. Anh em mà keo nè. Cái này lột keo là như mới luôn. Lột ra dấu keo là như mới luôn nha anh em. Đó, có người ta có dán keo. Ta kỹ người ta có dán keo anh em. Lột ra là như đập thùng luôn nha anh em. Đó, xe nè anh em. Gác chân là mới tinh luôn. Đó. Xe này có chở vợ thôi chứ không có chở người yêu nha anh em. Chở người yêu là về chết với vợ luôn á. Nên anh em cứ yên tâm nha. Đó, nhìn cái yên nè, đó. Chở vợ nha, chứ chở người yêu lại xài kem trộn là cái yên nó dính liền. Đó, này là chở vợ không có chở người yêu. Vợ ngồi nè anh em. Đó. Rồi vậy nha anh em. Đó, hỗ trợ anh em bán để nó muốn mua cái con CBR 650 bên mình á. CBR 650R bản Sport á, đó lên 4 máy á. Sẵn có con này nhưng mà anh em biết sao không? Tại anh em nó có chiếc xe này nó đem về nên nó không có bán luôn được, nên mình hỗ trợ mình đăng giùm á. Với lại anh em cũng chơi chung. Ép giá quá kỳ. Ép dầu ép mỡ chứ ai đâu ép giá. Đó. Rồi ok anh em vậy nha. Trường bọng rồi, nói chung xe này đẹp lắm anh em. Nói chung anh em cần coi thì cứ alo mình, rảnh rỗi anh em chạy qua cho coi. Anh em cũng ở gần mình thôi, quận 10 sát bên. Đẹp lắm. Cái này anh đảm bảo lột keo là như xe thùng luôn á anh em. Đầy đủ đồ chơi hết. Có bên năng là rửa xe đỡ bả nè anh em. Anh em chơi xe anh em lưu ý nha, nhớ lên cái con ốc bên năng nha, để rửa xe đỡ mệt. Bên mình rửa cũng dễ mà đi chỗ khác rửa cũng dễ nữa. Rửa ok. Xe mới 165 triệu, giờ cũ tiết kiệm được tới 60 mấy triệu luôn. Tiết kiệm được một con SH luôn anh em. Mua cũ là tiết kiệm được một em SH. SH 125 2020. Rồi vậy nha anh em. Xe tuyệt vời luôn. Nói chung là máy móc êm ru luôn. Nói chung là xe này ngon lắm. Rồi. Anh em nào cần thì cứ alo số điện thoại cho mình nha. Rồi. Để mình chụp tấm hình lại. Mình làm hình thumbnail cho anh em. Chính chủ luôn.